Chào các bạn, tôi Hải Bùi đây. Hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn một cái tình huống là các bạn mua hàng hóa hoặc là nguyên vật liệu đầu vào á, rồi các bạn để một thời gian nó quá hạn sử dụng, phải tiêu hủy đi, thì VAT đầu vào có được khấu trừ hay không? Đó là tình huống thứ nhất. Tình huống thứ hai là ví dụ như là các bạn nó nằm ở trong kho đó, nhưng mà tự nhiên ngày mai á, là nó làm sao các bạn, nó bị cháy kho được không, hay là lũ lụt gì đó, nó làm cho cái hàng hóa của mình bị tổn thất được không các bạn? Trong tình huống mà mình không có bảo hiểm, không có mua bảo hiểm thì có được khấu trừ VAT đầu vào không? Và trong tình huống là nếu mà bảo hiểm, mình có mua bảo hiểm nhưng mà bảo hiểm không cái bồi thường cái phần VAT đó thì mình có được khấu trừ VAT đầu vào hay không? Rồi các bạn rõ chưa? Ví dụ như các bạn mua mỹ phẩm đi, những cái hàng hóa mà nó có thời hạn sử dụng á, thì đến thời hạn mà làm sao, hết thời hạn mà các bạn chưa bán ra được hoặc là chưa xuất ra để sản xuất thì có phải là nó quá thời hạn không? Thì các bạn phải tiêu hủy. Thì những cái này có được khấu trừ VAT đầu vào hay không? Thì cái này các bạn lên Google để tải cái công văn mới nhất nè, công văn 5829 ngày 20 tháng 12 2023 của Tổng cục Thuế có trả lời nữa các bạn. Đây, công văn ở bên dưới nè, có trả lời nè. Được chưa? Người ta căn cứ rõ ràng luôn, trả lời cho Cục Thuế Nghệ An. Căn cứ rất là rõ ràng. Là tại khoản 2, tại điều 2 khoản 1 điều 14 của thông tư 29, điều 14, điều 15 thông tư 29 là nói về vấn đề khấu trừ VAT đầu vào. Còn tại khoản 1, điểm 2.1 khoản 2 điều 6 thông tư 78 là nói về chi phí được khấu trừ. Thì mình sẽ đọc hai cái vấn đề bôi màu vàng này và thuế kết luận nữa các bạn. Căn cứ quy định trên về nguyên tắc doanh nghiệp được khấu trừ VAT đầu vào đối với hàng hóa bị tổn thất mà không được bảo hiểm bồi thường, là giống như hồi nãy tôi nói đó, là các bạn bị cháy kho, bị lũ lụt, được chưa? Hàng hóa đó các bạn không mua bảo hiểm đi thì các bạn vẫn được khấu trừ VAT đầu vào. Hoặc là các bạn mua bảo hiểm nhưng mà bảo hiểm không cái đền cho các bạn cái phần VAT, bảo hiểm chỉ đền phần giá trị chưa về thôi, thì phần VAT đó cũng vẫn được khấu trừ VAT đầu vào, được không? Ok chưa? Hoặc là hàng hóa của các bạn mà quá hạn sử dụng thì phải tiêu hủy đi thì cũng được khấu trừ VAT đầu vào. Nhất là các bạn mua hàng hóa mà có thời hạn sử dụng á, mỹ phẩm nè, được không? Hay là những cái bánh ngọt nè, ok chưa? Và mình sẽ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế nhập doanh nghiệp đối với hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng. Như vậy là mình hết hạn sử dụng. Hay là hàng hóa của mình là do quá trình sinh hóa tự nhiên, là nó bị lên men hay như thế nào đó, nó tự nhiên nó bị hư đi, hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên. Tùy từng lĩnh vực mà mình biết cái hàng của mình nó bị hư hỏng là lý do gì, được chưa? Ví dụ như hàng mà liên quan tới ví dụ như là đồ ăn á, là nó sẽ bị làm sao, để lâu nó sẽ bị bốc mùi, hết hạn sử dụng, nhất là vấn đề mà đồ ăn sử dụng rồi đó, được chưa? Hay là mỹ phẩm rồi đó. Như vậy nói ngắn gọn lại, hàng hóa mà hết hạn sử dụng mà tiêu hủy thì sẽ được khấu trừ VAT đầu vào và được tính vào chi phí hợp lý, được không? Hay là hàng hóa của chúng ta bị tổn thất, được không, mà không được bảo hiểm bồi thường thì nó cũng vẫn được khấu trừ VAT đầu vào và vẫn được tính vào chi phí hợp lý. Nhưng mà doanh nghiệp của mình nó phải có đầy đủ hồ sơ chứng từ, phải có đầy đủ hồ sơ hóa đơn chứng từ khi khấu trừ VAT đầu vào và tính vào chi phí hợp lý. Như vậy là các bạn phải có rất là nhiều thứ, có hợp đồng mua bán, có hóa đơn, có biên bản bàn giao, có phiếu nhập kho, có biên bản kiểm kê, có biên bản chứng minh, có biên bản kiểm kê, có hợp đồng mua bảo hiểm, có hóa đơn bảo hiểm. Ví dụ như chúng ta bị thiên tai, bị hỏa hoạn thì có làm biên bản, có chứng kiến của cơ quan, công an phường, rất là nhiều thứ. Càng nhiều chứng từ thì càng tốt để chứng minh cái sự có thật của vấn đề hàng hóa bị tổn thất, hàng hóa bị hư hỏng, hàng hóa hết hạn sử dụng, tiêu hủy. Chúng ta phải có chứng từ để chứng minh cái sự có thật cái đó, thì các bạn sẽ được khấu trừ VAT và sẽ được tính vào chi phí hợp lý. Được chưa? Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn trong video tiếp theo. Các bạn thấy video này hay, hữu ích cho tôi lượt like, comment, share về tường Facebook cá nhân cho nhiều bạn cùng xem nha.